Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở bản tin kỳ này, xin đề cập đến một vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian gần đây. Đó là việc có hay không sự lợi dụng của các thế lực phản động đối với các cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội trong thời gian vừa qua. Nếu như hai cuộc tuần hành đầu tiên do nhóm 6.700 cây xanh khởi xướng, dư luận chưa đặt nhiều nghi ngại đối với vấn đề này bởi sự bức xúc của nhân dân thủ đô đối với cách thức triển khai dự án thay thế cây xanh là có thật. Nhưng kể từ khi nhóm Vì một Hà Nội xanh được xem là nhóm đứng ra tổ chức, hô hào tuần hành vì cây xanh, thì dư luận nổi lên rất rõ những phân tích, nhận định về các cuộc tuần hành đã bị những kẻ xấu lợi dụng. Nhóm Vì một Hà Nội xanh được thành lập khi các biểu tình viên chuyên nghiệp của phong trào Low You nhận thấy không thể tiếp tục giật dây, lợi dụng được nhóm 6.700 cây xanh, nên đã bàn nhau ly khai khỏi nhóm. Đồng thời, có những hành vi lôi kéo thành viên của nhóm cũ nhằm tiếp tục biến tướng các cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh. Nhóm Vì một Hà Nội xanh được sáng lập bởi Facebook Huân Nguyễn, tức Nguyễn Công Huân, người sáng lập nhóm có nhiều hoạt động chống chính quyền mang tên phong trào Con đường Việt Nam. Huân cũng là người xác lập quyền admin cho Facebook Gió lang thang, tên thật là Trịnh Anh Tuấn, Bí Justin, tên thật là Lưu Văn Minh, Hoàng Dũng, Đoan Trang và Nguyễn Anh Tuấn. Đây đều là những cá nhân được cộng đồng mạng ưu ái gọi là phản động bởi thành tích chống phá chính quyền trong thời gian vừa qua. Người đầu tiên khởi tạo nhóm này là Nguyễn Công Huân, hay còn có Facebook Huân Nguyễn, là kẻ cầm đầu nhóm dân luận ở hải ngoại, chuyên tài trợ cho các đối tượng hội nhóm mang danh xã hội dân sự độc lập trong nước hoạt động chống chính quyền. Có những thông tin đồn đại rằng, mức lương những nhà đấu tranh dân chủ trực tiếp tham gia cộng tác với dân luận là 200 đô la Mỹ một tháng. Phàm những ai quan tâm đến vụ diễn đàn X Cà Phê bị tin tặc hack, phơi bày toàn bộ nhân sự sẽ biết rõ. Nguyễn Công Huân là người sáng lập ra diễn đàn chống cộng khét tiếng này cùng những thế lực đứng đằng sau giật dây cho nó. Sau khi X Cà Phê bị phơi lưng vạch trần, Nguyễn Công Huân lập ra dân luận, tiếp tục sự nghiệp chống cộng cực đoan từ Đan Mạch. Không chỉ vậy, hiện nay Nguyễn Công Huân còn là người sáng lập và điều hành nhóm phong trào Con đường Việt Nam, với việc đầu tư nhiều cho các cuộc thi sáng tác cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn được xem là âm mưu tìm cây viết cho dân luận. Người tiếp theo là Trịnh Anh Tuấn cùng vợ là Đạo Trang Loan, Facebook Hư Vô. Hai người này là thành viên của nhóm Low You, chuyên biểu tình ở Hà Nội nhiều năm nay. Ngoài ra, blog Sự Thật Tân Hiệp Pháp cho biết, Tuấn còn tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, tổ chức phản động phong trào Con đường Việt Nam mà Nguyễn Công Huân là người sáng lập. Tổ chức mạng lưới blogger Việt Nam do Phạm Thị Đoan Trang khởi xướng, nghi có bàn tay điều hành của Voice và Dân Làm Báo. Vợ chồng Trịnh Anh Tuấn tham gia tổ chức phản động Low You khi Trịnh Anh Tuấn còn là sinh viên Đại học Tây Nguyên từ năm 2009, sau đó bị nhà trường đuổi học vì thiếu tín chỉ. Tuấn có bề dày thành tích vi phạm pháp luật và chống đối chính quyền. Nhiều lần được mời lên đồn công an làm việc về những hành vi gây rối trật tự công cộng, nhất là tại các phiên tòa xét xử các đối tượng chống phá nhà nước và trước đồn công an dưới danh nghĩa đòi người. Trịnh Anh Tuấn thường xuyên cùng vợ đến các đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội để trình tuyên bố 258, vận động nước ngoài can thiệp vào thay đổi luật pháp Việt Nam. Vợ chồng Tuấn cũng là người đứng ra tổ chức buổi ra mắt mạng lưới blogger Việt Nam tại Hà Nội nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền năm 2013. Thành viên hiện ẩn đi là Phạm Thị Đoan Trang, cô này cũng bị dư luận cho là thành viên của tổ chức phản động Việt Tân. Cô này giữ vị trí cốt cán hơn, quan hệ rộng hơn, thủ đoạn hơn và có khả năng viết lách tốt hơn. Chuyên là người đóng vai trò đứng sau định hướng, cung cấp thông tin, bày kế giúp nhóm điều hành Fastpage tẩy chay Tân Hiệp Pháp hoạt động. Đoan Trang từng là phóng viên của báo Pháp luật Việt Nam, Tuần báo Việt Nam và một bộ phận của báo điện tử Vietnamnet. Cô này từng viết blog phân tích về các vấn đề thời sự, nhưng dưới dạng viết phiếm nên đã bị đuổi việc ngay sau đó. Hậu thuẫn cùng ekip với Trịnh Anh Tuấn trong các chiến dịch cây xanh còn có Lưu Văn Minh. Anh này vừa mới bị cấm xuất cảnh gần đây vì các lý do liên quan đến ý định gia nhập tổ chức Voice, tập huấn về cách lật đổ chính quyền bằng xã hội dân sự. Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong danh sách admin đầu tiên, là thành viên tích cực của phong trào Con đường Việt Nam, yểm trợ đắc lực cho các cuộc thi do Nguyễn Công Huân khởi xướng. Như vậy, dễ dàng nhìn thấy cả một ekip tham gia điều hành nhóm Vì một Hà Nội xanh đều có liên quan đến Nguyễn Công Huân và phong trào Con đường Việt Nam. Phải chăng Nguyễn Công Huân là người đứng sau đầu tư cho nhóm này diễn trò yêu cây xanh để cổ súy, nuôi dưỡng các cuộc biểu tình chống chính quyền lúc danh yêu nước, đòi trả tự do cho những cá nhân vi phạm pháp luật, những cuộc biểu tình vốn lèo tèo từ nhiều năm nay vì không được sự ủng hộ của quần chúng. Bảo vệ cây xanh đang là sự kiện thu hút và gây bức xúc, dễ dàng lôi kéo người dân thủ đô xuống đường biểu tình.
Đây được xem là một cơ hội tạo dựng những lực lượng biểu tình viên mới, thay thế cho nhóm Low You đã già cỗi và dính bùn lem với các tổ chức phản động lưu vong. Trên mạng Internet nhiều năm nay, nhóm Low You đã bị lên án rất nhiều vì sa đọa tư cách đạo đức, lối sống và tư tưởng chống đối cực đoan, bị người dân xa lánh và bị xử lý pháp luật rất nhiều. Tại cuộc biểu tình ngày 12 tháng 4 năm 2014 vừa qua, nhóm áo đen mang logo hình con ó đen, cờ vàng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn do Dũng Phi Hổ ở Yên Thành, Nghệ An, đây là người khởi xướng thành lập Đảng Cộng Hòa, đã lấy lá cờ ba sọc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa làm logo, từng treo cờ vàng ba sọc ở nhà và bị công an triệu tập. Nhóm 5 người này mặc áo khoác bên ngoài nhằm tránh gây sự chú ý, đột ngột xuất hiện ở cuối buổi tuần hành, dương banner bảo vệ cây xanh. Cuối buổi trưa, nhóm này đã bị công an đưa về đồn giải quyết. Đến nay, Dũng Phi Hổ vẫn bị bắt giữ, khả năng cao sẽ bị xử lý bằng pháp luật. Sự việc này gây tranh cãi trong nội bộ các hội, nhóm mang danh chống đối. Sự việc này gây tranh cãi trong nội bộ các hội, nhóm chống đối mang danh yêu nước, xã hội dân sự, khi Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn đã nhân danh ban tổ chức cuộc tuần hành, công khai lên án nhóm áo đen đã lợi dụng và phá cuộc biểu tình cây xanh mà họ cất công đầu tư. Đoan Trang không hề giấu giếm ý đồ rằng cô này và ekip đã rất vất vả và kỳ công mới tổ chức được một cuộc biểu tình cây xanh với nhiều quần chúng tự phát ủng hộ. Lên án nhóm cờ vàng kia đã suýt phá hỏng nỗ lực của nhóm cô. Qua cách hành xử của Đoan Trang và Trịnh Anh Tuấn cùng ekip chống lưng là Dân Luận và Voice, đều là những đại gia đầu lậu phản động lưu vong đã cho thấy, số này đã quyết tâm quay lưng với đồng bọn từng vào sinh ra tử trong các hoạt động chống chính quyền, sẵn sàng đầu tư cho một thế hệ đấu tranh mới, trẻ trung hơn, sáng sủa hơn. Như vậy đã rõ, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh đang đứng dưới danh nghĩa ban tổ chức tuần hành do một tổ chức phản động lưu vong đứng ra thành lập. Những cá nhân là thành viên, tay chân của hội nhóm phản động này đứng sau giật dây diễn trò thì không thể nói một cách vô tư rằng họ là những kẻ yêu cây xanh tự phát. Trong sáng, cũng không thể nói rằng họ không lợi dụng tình yêu cây xanh của nhân dân nhằm phục vụ cho ý đồ xấu. Tất nhiên, việc này có được sáng tỏ hay không rất cần các cơ quan chức năng ra tay điều tra và sớm cho công luận câu trả lời khách quan, minh bạch.